Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình tổ chức lễ truy điệu và an táng hai cố liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ủy ban nhân dân tỉnh ra soát các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giữa năm 2018. Khai mạc hội chợ hàng tiêu dùng năm 2018. Cô bé đam mê học địa lý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 5, tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Sóc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hai cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự buổi lễ có đại diện Cục Chính sách Bộ Quốc phòng, đại diện Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Khăm Si Út Si Vong, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng đại diện các sở, ban ngành và nhân dân hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn. Theo đó, trong mùa khô 2017-2018, đội quy tập hài cốt liệt sĩ năm 89 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 18 hài cốt các liệt sĩ của quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bản Lào. Đây là lần thứ 39 tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của những người con của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống cho sự bình yên và hạnh phúc của hai nước, cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Lào. Đồng chí cũng cảm ơn Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã tạo mọi điều kiện để tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt chủ trương của chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Đồng thời nhấn mạnh, việc tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa to lớn, thể hiện đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc và góp phần làm vơi bớt nỗi đau thương, mất mát của thân nhân gia đình các liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo ban công tác đặc biệt chính phủ, ban chỉ đạo 1237 quân khu 4, ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng các đại biểu, lực lượng vũ trang đã thành kính dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sáng nay ngày 9 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan để ra soát các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giữa năm 2018. Sự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Dự kiến tại kỳ họp giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, các sở ngành đơn vị sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung 18 nghị quyết. Đề nghị đổi tên, nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Để phù hợp với quy định của chính phủ. Đề nghị lùi thời gian trình nghị quyết sang phiên họp cuối năm đối với một số nghị quyết còn gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, như nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch 2. Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực GMS giai đoạn 2. Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết về hợp nhất thôn tổ dân phố tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở phân tích nội dung quá trình thực hiện của các nghị quyết mà Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Tại buổi làm việc, các sở ngành đơn vị liên quan đã thảo luận đề xuất việc hợp nhất một số nghị quyết có nội dung tương đương nhau, ra soát lại nội dung và lùi thời gian trình đối với một số nghị quyết khác. Sáng nay ngày 9 tháng 5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, công trình thủy lợi Hồ Thác Chuối
và cơ sở sản xuất rau công nghệ cao của công ty Đông Dương. Xã Đại Trạch có diện tích trên 1.026 ha, tổng sản lượng lương thực hàng năm trên 4.200 tấn, chiếm 1/10 sản lượng lương thực của huyện Bố Trạch. Từ năm 2012 đến nay, xã đã chỉ đạo thực hiện tốt mô hình sản xuất lúa bền vững theo quy trình SRI trên 45 ha sản xuất lúa hai vụ, đạt năng suất trung bình 60 tạ trên 1 ha. Xã cũng đã chuyển đổi khoảng 50 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây làm thức ăn chăn nuôi và nhân rộng mô hình đa cây đa con. Năm 2011, Đại Trạch có 174 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 8%. Đến cuối năm 2017, còn 48 hộ, chiếm tỷ lệ trên 2%. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2011-2015 đạt 23,7 triệu đồng một năm. Đến cuối năm 2017 đạt 39,5 triệu đồng một năm. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch được xã tập trung chỉ đạo và đã quan tâm đặc biệt đến quy hoạch sản xuất phù hợp với tình hình và vị trí địa lý. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới được xây dựng trên cơ sở quy hoạch chung của huyện và đang được tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050. Kinh tế nông thôn ở Đại Trạch có bước chuyển dịch tích cực, tỷ trọng giá trị phi nông nghiệp tăng lên, hình thức tổ chức sản xuất đa dạng, hợp tác liên kết sản xuất phát triển khá nhanh. Giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí trên 51 tỷ 100 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng. Hạ tầng thủy lợi từng bước được tăng cường, củng cố theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất. Công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai luôn được chú trọng, mạng lưới điện nông thôn phát triển nhanh. Đến nay, 100% số hộ trong xã đã được dùng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường học, cơ sở vật chất y tế, văn hóa, thể thao, mạng lưới thông tin truyền thông, chợ, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được tăng đầu tư, nâng cấp, từng bước được cải thiện. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hôm qua ngày 8 tháng 5, Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy liên quan đến công tác dân vận. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt quyết định số 99 năm 2017 của Ban Bí thư, quyết định số 963 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định 530 năm 2018 của Ban Thường vụ Thị ủy, ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quyết định số 124 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Hội nghị cũng đã được nghe quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác tôn giáo trong tình hình mới, chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ mới và các nội dung mới trong Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2018. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018. Căn cứ vào đặc thù nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định 5 mục tiêu, chỉ tiêu hành động cụ thể là thường xuyên làm tốt công tác quản trị, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo hộ lao động, tổ chức bảo quản tốt trang thiết bị lao động và vũ khí, trang bị kỹ thuật, duy trì có nền nếp chế độ khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc trong các môi trường có yếu tố độc hại. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, tai nạn giao thông và ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở và hưởng ứng tháng công nhân năm 2018. Với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên, tháng công nhân năm 2018 được Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch triển khai với nhiều hoạt động, trong đó tập trung hướng về cơ sở, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở, công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng CIB và kết nạp 61 đoàn viên trực thuộc công đoàn huyện Quảng Trạch. Tại buổi lễ, công đoàn huyện Quảng Trạch đã trao tặng 17 suất quà cho 17 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng, hỗ trợ sửa chữa một mái ấm công đoàn trị giá 30 triệu đồng, hỗ trợ cho các đoàn viên vay vốn với tổng số tiền 75 triệu đồng để phát triển kinh tế.
Đại hội 18 Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Công đoàn cả cấp. Với khẩu hiệu hành động, đổi mới dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội lần thứ 18 có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá tình hình phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, quyết định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và cả giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023 về tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội 18 Công đoàn Quảng Bình diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình với 245 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của trên 6 vạn đoàn viên người lao động trong tỉnh về từ đại hội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đoàn viên người lao động và cả cấp Công đoàn Quảng Bình. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Khai mạc hội chợ hàng tiêu dùng năm 2018. Cô bé đam mê học địa lý. Tối hôm qua ngày 8 tháng 5, tại quảng trường sân vận động thành phố Đồng Hới, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Sở Công Thương Quảng Bình đã tổ chức khai mạc hội chợ hàng tiêu dùng năm 2018. Sự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tham gia hội chợ hàng tiêu dùng thành phố Đồng Hới năm 2018 có 250 gian hàng tiêu chuẩn với nhiều sản phẩm chất lượng của các ngành, các lĩnh vực như nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến, sản phẩm đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, điện tử, điện lạnh, thời trang, hàng lưu niệm, trầm hương mỹ nghệ, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống người dân, vân vân. Hội chợ hàng tiêu dùng thành phố Đồng Hới 2018 là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu của đơn vị, đồng thời phát triển thị trường, kết nối giao thương, mở rộng hệ thống kênh phân phối, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý bán lẻ, kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hội chợ hàng tiêu dùng thành phố Đồng Hới năm 2018 diễn ra từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2018. Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuyên Hóa phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn giống CP Việt Nam tổ chức hội thảo đầu bơ mô hình trình diễn giống ngô lai CP511 vụ đông xuân tại thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa. Mô hình trình diễn giống ngô lai CP511 có quy mô 0,25 ha với sự tham gia của 4 hộ gia đình. Qua thực tế triển khai mô hình cho thấy, cây ngô lai CP511 có tỷ lệ nảy mầm cao, khả năng chống chịu với sâu bệnh tốt, khả năng chống hạn vượt trội, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Ngô lai CP511 còn có ưu điểm là độ đồng đều cao, tán lá rộng, bắp đều, to hạt, năng suất tại điểm sản xuất trình diễn đạt 80 tạ trên 1 hectare, cao hơn so với các giống đang trồng phổ biến tại địa phương từ 10 đến 15 tạ trên 1 hectare. Xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Bố Trạch đã triển khai nhiều giải pháp và đã mang lại những hiệu quả tích cực. Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện, nhất là tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 11%, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cùng các địa phương thực hiện các chính sách giảm nghèo đa chiều bền vững, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo. Đặc biệt là đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo nhằm khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, người cận nghèo. Nhờ vậy trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bố Trạch đã giảm xuống đáng kể, bình quân từ 1,5 đến 2,5% mỗi năm. Những năm qua, nhiều hộ gia đình ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa đã đưa các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao vào trồng thay thế các loại cây kém hiệu quả. Trong đó, huê hiện là loại cây mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Những năm trước đây, nhận thấy giá trị kinh tế từ cây huê mang lại, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Trung Hóa đã tận dụng diện tích đất vườn, chuyển đổi nhiều diện tích đất kém hiệu quả sang trồng loại cây này.
Hiện toàn xã có hàng chục hộ gia đình trồng huê, bình quân mỗi hộ trồng từ vài chục đến vài trăm cây. Đối với các diện tích huê trên 10 năm tuổi, đang được thương lái trả giá từ 10 đến 15 triệu đồng trên một cây. Sau khi trừ mọi chi phí, các hộ trồng huê ở xã Trung Hóa thu lãi từ vài trăm đến hơn 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Bình năm 2018, em Đinh Thị Mỹ Ngân, học sinh lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Minh Hóa đã xuất sắc đạt 9 điểm môn địa lý và giành giải nhất. Đây là kết quả của sự nỗ lực và quyết tâm trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của cô học trò ở ngôi trường vùng cao này. Sau khi biết được đạt điểm 9 trong kỳ thi và đạt giải nhất, không chỉ riêng Ngân mà hội đồng sư phạm nhà trường và các bạn trong lớp đều rất vui. Đối với trường Trung học phổ thông Minh Hóa là một trường nằm trên địa bàn huyện có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, và việc điều kiện học tập của các em thì không được như các trường ở vùng đồng bằng và thành phố. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, trong đó có 24 em tham gia vào năm học này, thì có 8 em đạt giải, và đặc biệt là có em Đinh Thị Ngân lớp 11A2 đã đạt giải nhất môn địa lý ở cấp tỉnh. Đó là một niềm vui rất lớn của trường, cũng như tạo tiền đề để làm những cái gương sau này cho các em tiếp tục phấn đấu và đạt giải cao hơn trong những năm tiếp theo. Từ lớp 1 cho đến bây giờ, Ngân đều là học sinh giỏi. Ngân vốn hiền lành, ít nói, nhưng với những bài dạy của các thầy cô giáo, em rất chăm chú, tập trung nghe giảng. Những câu hỏi khó của các thầy cô giáo đặt ra trong giờ học, em đều đưa ra cách trả lời rất sáng tạo. Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Ngân đã mạnh dạn đăng ký ôn thi môn địa lý, một môn học mà em rất yêu thích. Khi mà được chọn vào kỳ thi thì em đã đặt ra một quyết tâm là mình sẽ phải cố gắng học tập thật tốt. Và trước khi thi thì em đã ôn luyện lại hết những kiến thức mà cô đã truyền dạy và những lời động viên của cô, nên em mới có quyết tâm để mà ôn luyện để mà đạt được giải như thế này. Tại cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa, toàn tỉnh có 198 em đăng ký môn thi địa lý và đã có 2 em đạt giải nhất, trong đó có Ngân. Cô giáo Hoàng Thị Sẽ, giáo viên môn địa lý, người đã dìu dắt, ôn luyện và phát hiện ra niềm đam mê của Đinh Thị Mỹ Ngân, rất tự hào vì Ngân đã mang về cho nhà trường kết quả ngoài mong đợi. Trong quá trình để hướng dẫn ôn học sinh giỏi của các em, thì tôi thấy là em Ngân là một trong những em tiếp thu rất là nhanh các cái nội dung kiến thức với những cái phương hướng, phương pháp mà giáo viên hướng đến cho em. Ngoài ra thì bản thân em cũng thấy là từ tìm tòi và từ mình là nỗ lực khám phá những cái kiến thức mà ngay giáo viên cũng chưa đề cập đến, thì em cũng về nhà có từ học, từ nghiên cứu ở trên mạng, đã qua bạn bè, đã qua các có thể là các giáo viên khác nữa. Tôi cũng rất là khâm phục cái sự nỗ lực, cái ý chí với cái quyết tâm rất là cao của em. Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Bình năm 2018, trường Trung học phổ thông Minh Hóa có 24 em tham gia ở các môn văn hóa và đã có 8 em đạt giải. Trong đó có một giải nhất môn địa lý, một giải ba và 6 giải khuyến khích. Thành tích của Ngân và các em học sinh đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua giải tốt, học tốt để trường Trung học phổ thông Minh Hóa đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 9 tháng 5 năm 2018. Khu vực miền núi, mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 49 đến 94%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 mét. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.